8 công sở, quảng cáo 4.0, câu chuyện lập nghiệp của những người trẻ. Đưa những ước mơ, hoài bão được vẽ bằng những màu sắc tươi mới nhất. Ai đem pha làng về, tôi sẽ tăng lương gấp đôi. Còn quá đẹp gì, sửa gì nữa giờ. Vậy nó sửa hết rồi mà. Bây giờ anh muốn điều kiện như thế nào để con bé Mai Sương về với công ty của tôi? Bây giờ anh không điều kiện gì hết. Một thế giới showbiz đầy thị phi với những tình huống khó đỡ. Mọi người ơi, có biết phương châm của chúng tôi không cho tha lành, chúng tôi làm những cái điều rẻ tiền như vậy. Một xã hội thu nhỏ với hàng ngàn câu chuyện không tên từ sáng sớm đến đêm muộn. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách hèn hạ như vậy. Đã biết. Amazing Good Job Family. Quảng cáo 4.0 được phát sóng vào lúc 17:50 tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9.